Bắt cặp rắn hổ mang về làm thịt uống rượu say bất tỉnh. Nửa đêm vùng dậy thấy miệng nó be bét máu, liền cầm dao đuổi. Ngoài tuổi 60, ông Lĩnh được xí nghiệp cho về nghỉ hưu sớm bởi hết thời gian hợp đồng. Nhưng quan trọng là sức khỏe của ông không phù hợp để làm công việc nặng nhọc. Mọi người đều biết ông Lĩnh vốn sống một mình suốt nhiều năm qua khi vợ ông qua đời vì bầu bệnh. Chỉ có duy nhất cô con gái lại lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm ông dịp Tết. Ngày trước đi làm, đến xí nghiệp còn có người nói chuyện. Giờ về nhà ông quanh quẩn với sào ruộng và nuôi thêm con chó để giữ nhà, cũng là làm bầu bạn cho đỡ cô đơn. Gian nhà cấp 4 khá đơn sơ với những vật dụng chẳng có gì đáng giá. Ngoài mấy sào ruộng gieo cấy theo vụ, hết mùa ông lại chuyển sang bắt cá, nuôi thêm con gà để bớt nhàm chán. Nhưng ông Lĩnh vẫn rất nhiệt tình tham gia giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Hễ nhà ai có việc cần, ông đều nhiệt tình hết mình. Có lần dọn vườn bên hàng xóm, ông Lĩnh bắt được cả cặp rắn hổ mang. Nhiều người nhìn thấy còn sợ hãi, khuyên ông nên thả nó đi nơi khác vì loài này sơ sẩy với chúng là mất mạng ngay. Bỏ ngoài tay, ông Lĩnh cho họ là nhát gan. Bắt được cặp rắn này không ngâm rượu uống thì được món chả nhâm nhi ly rượu. Chẳng tội gì mà thả chúng đi, cứ lột da băm chả là hết vài lít rượu chứ ít. Nói rồi, ông mang hai con rắn về làm thịt và gọi thêm vài người hàng xóm nữa đến uống rượu tới tận khuya. Ông Lĩnh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, ông thấy chân tay mình như lạnh toát đi, sự xuống sàn nhà cứ nhớt nhớt ẩm ẩm. Đúng lúc ấy, tiếng con chó sủa lên dữ dội khiến ông giật mình bật dậy. Thấy dưới chân mình lạnh bất thường, ông nhìn xuống kinh hãi vì máu ở đâu mà chảy ra, trong khi con chó đứng sủa bên cạnh miệng dính đầy máu tươi. Quá hoảng hốt, ông nghĩ con chó cắn mình lúc nào không hay mà cầm con dao đặt bên cạnh đuổi nó ra đến cửa. Cái quái gì đang xảy ra lúc mình đang ngủ thế này? Ông Lĩnh nghĩ đến đàn gà ngoài chuồng rồi miệng chó dính đầy máu mà nghĩ nó đã xơi hết gà mà đuổi đánh. Ra đến cửa, ông phanh không kịp khi không thể bước thêm nữa vì trước mắt là đống máu be bét cùng với xác một con rắn hổ mang đứt đầu la liệt trên sàn nhà. Quá sợ hãi, ông kêu hàng xóm chạy sang. Mọi người ai cũng như mất hết hồn vía vì con rắn quá lớn. Ai cũng nghĩ rắn hổ mang về báo thù vì ông Lĩnh vừa giết hai con rắn hổ mang lúc chiều. Nhưng lại không ngờ rằng chính sau vườn nhà ông có ổ rắn hổ mang nhưng chưa từng làm hại người. Chỉ khi ông bắt hai con rắn và chạm vào ổ rắn khiến chúng mới bò vào nhà dân. Nhìn lại con chó sủa liên hồi lúc nãy, bỗng nằm rúm ró góc sân, ông mới nghĩ tới việc chính nó đã giết con rắn để cứu ông. Nếu không thì ông đã bị nó cắn chết lúc nào mà không hay. Lại gần bế con chó lên, ông thấy miệng nó chảy máu không ngừng và cơ thể mềm nhũn. Con chó đã bị con rắn cắn và có lẽ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Cũng từ lần ấy, ông Lĩnh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ ăn thịt rắn nữa. Vài chai rượu rắn ông ngâm trong nhà đều mang đi đổ hết. Đừng bao giờ vội kết luận điều gì khi chưa rõ nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu không có con chó, rất có thể người đàn ông đã bị rắn độc giết chết. Vì thế, khi nhận định điều gì, cần phải có căn cứ xác thực để không phải hối hận vì những gì đã xảy ra. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.